siêu phẩm 4,5 tấn về với vùng làng của chú anh chị ơi. Siêu VIP luôn, máy 4 đèn be nè, nó liền khủng khiếp của chú anh chị. Đang ở nhà ông Tám, cù lao Tây Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. 12m chiều dài, ngang 1m6, nó thông đòn, giá mang không. Coi clip nha, mời bà con. Chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nay lên cho bà con mình một bé ghe 4,5 tấn, cực đẹp luôn, liền be từ đầu tới đuôi nha cô chú anh chị, mũi trẻ đứt bằng, mê nhâm. Mời cô chú anh chị mình coi, giá hôm nay rất hợp lý, đi máy xe luôn nha cô chú anh chị, 4 máy, mời bà con. Rồi, bé ghe 4,5 tấn ngày hôm nay muốn quay cho cô chú anh chị mình tại nhà của ông Tám, cù lao Thái Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Kích thước của bé ghe hôm nay em gửi tới cô chú anh chị mình là chiều ngang 1m60, chiều dài 12 thước. Nghe kích thước thấy mê ly chưa cô chú anh chị, 1m6 chiều ngang mà chiều dài 12 thước thì cái độ thông đòn của em nó rất khủng khiếp, nổi cao nước, be đồng be nha cô chú anh chị nha. Ghe hiện tại thì ở cù lao Thái Sơn, bà con mình coi thấy hợp mắt vừa cái công việc của mình rồi thì alo trực tiếp của ông Tám ha. Có một cái mũi nhỏ cho cô chú anh chị mình, con này hiện tại đang đi máy 4, máy xe, có bựng nước, lương nước thì nổi cao, còn cách mặt nước tầm khoảng 1,7 tấc nữa mới tới nước nha cô chú anh chị. Ghe rất là đẹp luôn. Mùa nước nổi rồi cô chú anh chị, vô tháng 9, tháng 10 rồi, nước ngập bờ rồi, mua chiếc ghe về đi câu cá, ngắm cảnh, hai bần tắm sông chơi cô chú anh chị, hoặc là bà con mình mua về đi cào te gì cũng được, mùa nước nổi này cá dữ dằn nè cô chú anh chị ơi. Quá đã, quá vui luôn vì hôm nay có được em ghe 4,5 tấn xuất sắc, siêu đẹp cô chú anh chị, mũi trẻ đứt bằng nữa. Bà con mình thấy không, dàn be nó nè. Ôi, ôi nó láng cô chú anh chị. Nhà ông Tám lại có ghe VIP nữa rồi. Đây là phần phía bên dưới nha. Em cho cô chú anh chị mình coi tổng cái chi tiết bên dưới, phần mặt mũi một cái, rồi mình lên phía bên trên rồi vô chi tiết bên trong. Trong cái tầm giá ghe 4,5 tấn quá đẹp như vậy thì em sẽ báo giá luôn cho cô chú anh chị mình. Bà con mình coi được thì cứ bấm vô cái số điện thoại của ông Tám giùm em ha, hoặc là em đọc số điện thoại cho cô chú anh chị mình gọi ông Tám. Quá đã, mũi trẻ luôn cô chú anh chị, cao nước lắm nha cô chú anh chị nha. Con này về nếu mà theo dạng mà đi chơi gia đình ngắm cảnh mùa nước nổi này á, ăn uống ca hát trên sông đồ hay là đi tắm sông đồ thì mình quýnh cái mùi lên trước đây cô chú anh chị. Đây, thả cái mùi từ đây dài ra tới đằng sau luôn. Dáng ghe rất là đẹp của chú anh chị mình thấy không? Dáng ghe VIP luôn. Báo giá luôn nha, 35 triệu cho cô chú anh chị mình. Ghe 4,5 tấn tại cù lao Thái Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Mũi trẻ đất bằng, be liền trơn từ đầu đuôi, cao nước. Trong cái mùa nước nổi này lên chiếc này sẽ nhiều của chú anh chị mình rất là thích luôn. Quá đẹp. Cực đẹp luôn của chú anh chị, mê nhôm. Cái mũi em nó kiều kiều nhìn đã quá cô chú anh chị. Rồi anh coi nè. Mũi đẹp lắm. Nhìn nó duyên dữ lắm cô chú anh chị. Dàn be thì con ghe này ở vị trí em đang thấy đây tầm khoảng 3 tấc một tấm be. Be liền nha cô chú anh chị. Ở sau đuôi thì cái đít ghe nó cũng kiều lên đó cô chú anh chị. Kiều đầu kiều đuôi luôn á. Cái dáng ghe nó thông nó đẹp á. Mùa nước nổi nước ngập về có chiếc ghe cỡ này đi chơi đâu còn gì bàn nữa cô chú anh chị. Vừa đi chơi vừa làm ăn, vừa ngắm cảnh, câu cá, tắm sông. Đội làm gì cũng được á, với cái dáng ghe này làm cái gì cũng được. Rất hợp lý luôn, quá vừa ý luôn cô chú anh chị. Ghe cỡ này mới lên chứ. Rồi mời cô chú anh chị mình lên phía trên liếc vòng cái rồi vô bên trong nha. Em thấy có dáng sạp cao cao nữa kìa cô chú anh chị. Quá đã rồi, lắm. Rồi, để ông Tám đạp xuống cái cho cô chú anh chị mình coi cái dáng bên trên. Hai bên be liền như nhau không Tám? Liền như nhau cô chú anh chị ơi. Be liền lắm. Dáng nổi cao luôn nha cô chú anh chị. Ôi ôi chiếc ghe của bà con coi nè. Liền trơn chiếc ghe luôn. Mùa nước nổi gì lửa ghe cỡ này mới được cô chú anh chị. Mùa nước nổi này có cấp cho cô chú anh chị mình chiếc ghe quá đẹp, quá dữ ý luôn. Con này đi cào đi te được nha cô chú anh chị. Kích thước ngang 1m6 lần, làm ghe câu gia đình cũng được. Mùa nước nổi này em nói cô chú anh chị, ở nhà có chiếc ghe nó sướng dữ dằn lắm. Ở trên thành phố Sài Gòn đồ hoặc ở đâu xa xa về có chiếc ghe chạy ngắm cảnh ăn uống ca hát trên sông mê ly luôn. Hoặc bà con mình đi tải hàng chở đồ cũng được, vô trong luôn cô chú anh chị. Ghe đẹp quá, quá dữ ý. Cái mũi nó kiều nè bà con, giót lên luôn. Ôi ôi, dáng sạp cao sẵn luôn rồi cô chú anh chị. Dáng ghe thông đòn giả mang vậy trời. Chạy được cái máy 4 sẵn nữa thì về khỏi làm máy, khỏi gắn cái máy lớn gì hết. Máy cỡ này là giọt rồi. Chạy giọt không ông Tám? Chứ 12 thước ngang 1m6 không giọt sao được. Trời ơi, phần mũi nè cô chú anh chị. Trời ơi, cây cối mới tinh. Sáng cây dữ.
mũi á cô chú anh chị. Ghe này em lên đây mà tại vị trí này cô chú anh chị mình đã bắt máy lên gọi ông Tám được rồi nè. Cam kết cho cô chú anh chị mình luôn khỏi coi hết clip. Tới đây cô chú anh chị mình gọi được rồi cô chú anh chị. Ghe đẹp thiệt. Ghe đẹp thiệt. Tới đây gọi ông Tám được rồi nè cô chú anh chị. Khỏi trông chờ nữa. Con này cô chú anh chị mình mua không kịp không có buồn vui tâm nha. Mua không kịp chờ lựa chọn con tiếp theo nha. Trời ơi. Cộng sức cộng tám em đi săn biết bao nhiêu lâu mới về được bé vậy cô chú anh chị. Mẹ gió ấp khẩu công đà đi trước đường bên đây nha cô chú anh chị. Mùa nước nổi này có ghe đẹp quá chừng cô chú anh chị ơi. Chiều nước lớn nha, đề máy lên cái chạy đi ngắm cảnh tắm sông hai bần. Dạ bơm nước của đò bên kia hả? Bơm nước của đò anh ta nha cô chú anh chị, không phải của mình. Cái này cũng rẻ đâu có nhiều tiền nó mình mua thôi, còn không mình bớt tiền ông Tám, mình ăn nỉ ông Tám bớt tiền là mình mua máy bơm cô chú anh chị. Thấy ông Tám có gì năn nỉ bớt tiền lại mua máy bơm. Đó bà con, không bè bà con mình thấy không, mới tinh xuất sắc luôn. Có ghe ngon cho cô chú anh chị rồi. Mùa nước nổi này khoái lắm cô chú anh chị ơi, khoái có một chiếc ghe dữ dằn. Cào te cũng được, ghe gia đình cũng được. Trời ơi bè nè, không trét chai luôn cô chú anh chị. Một tấm bè như vậy tầm khoảng 3 tấc một tấm, 2 tấc rưỡi 3 tấc không à. Trời ơi nó liền dữ gì ta. 35 triệu quá rẻ rồi. Em đánh giá cho cô chú anh chị mình luôn. Con này 9 điểm gử. Rồi còn bà con mình còn suy nghĩ gì nữa thì cứ alo qua chủ nha. Em đánh giá cho cô chú anh chị mình 9 rử rồi đó. Ghe đẹp coi nè. Này dựng lên cái mui em có qua lăng đó gần trước nữa là quá đỉnh luôn cô chú anh chị. Một hồi ra tới phía sau em quay lại từ sau tới trước cho cô chú anh chị mình coi cái dáng ghe nó thông đòn. Nhân sập cao sẵn hết trơn. Quá sướng. Quá sướng của chú anh chị ơi. Chỗ nào cũng vậy của chú anh chị ơi. Ghe xịn này. Nay em đụng à. Đụng bé cọp ơi. 35 triệu cho bà con. Sử dụng em 4 tấn rưỡi. Máy 4. Nhân sập cao. Bé liền từ đầu tới đuôi. Mà thêm cái nữa là không có chét chai luôn. Con này gì à? Dầu nhớt vô vệ sinh là chạy thôi. Không cần chét chai nha, dầu vô thôi. Lắp dầu vô cây gì nào là mình chạy cô chú anh chị. Thôi không dở nữa bà con ơi. Cái chỗ nào cũng vậy hết trơn rồi. Hết dở nổi. Xíu nữa em gọi lại bà con ơi. Hết rồi, cái này không được rồi bà con, gọi qua tới cái Zalo em luôn rồi. Đang khúc hấp dẫn, ghe đang đẹp. Cho em gán quýu một hồi nó đi rồi em gọi lại nha cô chú anh chị. Nói không dở nữa mà sao. Nó không dở nữa mà cái tay dở hoài cô chú anh chị. Nói chứ coi ghe cho cô chú anh chị mình coi kỹ lắm mà con. Ghe đẹp, ghe xuất sắc thì cho lên thôi. Máy nè. Máy 4 Kia. Có dynamo. Coi thử cái nắp cò này cô chú anh chị. Sạch đẹp lắm bà con ơi. Đề cho con cái được không Tám? Tám xuống Tám đề cho con cái cho bà con coi luôn. Ở nhà lựa chọn luôn. Xuống đèn trả giá rồi cô chú anh chị. Đúng không? Giờ mình đề mình coi luôn đi. Xuống đây mình được mình trả giá thôi. Khỏi suy nghĩ gì nữa. Cái con này thì em cam kết cho cô chú anh chị mình luôn. Cái máy cũng còn sạch lắm á. Máy sạch bóng luôn nè. Máy sạch ghê xịn bơm thái luôn. Một cái bình hộp số gì ta ở sao nè cô chú anh chị. Đây là phần cuối ghe, dán sạp cuối ghe ha. Rồi hộp số cái cây. Rồi hộp số Long Xuyên luôn.
quá đã. Số lông xiên lắp 35, tiếp 60 không ta? Tiếp 60. Hộp số này chạy tới già luôn cô chú anh chị. Chưa gỡ cho nó nữa. Quá đã, quá đã. Lỡ dở dán hết rồi cho dở luôn nha, tới lần sau đích ngang tám chứ giờ. Ôi giời ơi, nó kỹ kìa, thổi kìa. Thổi vậy mới thấy cái máy nó sáng rồi chứ anh chị. Cáo cạnh luôn. Thấy nổ cho con cái kìa, con quay cái đít kia kìa. Ủa, sao này đóng đinh. Dở tấm này của chú anh chị. Trời ơi, chiếc ghe của ông Tám bữa nay em dở hết dán luôn của chú anh chị. Ôi, quá đã, quá đã. Tiếp, ủa, inox hả? Dạ. Tiếp inox gì á? Tiếp inox kìa bà con, ốc tán inox không à? Khuôn bánh lái nằm đây. Ủa, bánh lái nằm ngoài. Có bựng nước cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, đề ông Tám ơi. Đề cho con cái. Bà con mình coi dán thông nè. Dán. Rồi, cái bơm nước nó mạnh. Dán thông đòn ghê không cô chú anh chị? 1m60, 12 thước, ghe xuất sắc. 35 triệu chứ cô chú anh chị với mình. Tâm Vlog lại có ghe ngon nữa. Rồi. Ghe xà beng luôn. Quá đã, quá đã. Không còn gì nói nữa. Nè nè, và cái nhạc cài. Luôn nha cô chú anh chị. Trời ơi, máy tắt bằng chìa khóa mà đi tắt bằng vô. Thôi hô ông Tám luôn. Dạ. Ủa chạy hả? Ừ chạy, chạy cho con cái chạy đi chứ. Chạy. Con đứng trên bờ không vậy? Ha. Tính kết clip của chú anh chị, ông Tám nó chạy giọt dữ lắm, để ông Tám chạy mình lên bờ mình quay cô chú anh chị. Rồi, để ông Tám ra chạy thử cái cho mình coi nha cô chú anh chị. Đứng tại vị trí này thấy cái dáng ghe còn mê ly hơn nữa. Không phải là hôm nay em khen chiếc ghe này quá nhiều đâu cô chú anh chị, mà là chiếc ghe này nó quá hợp lý trong cái tầm giá, mà cái chất lượng cây cối nó quá đẹp luôn. 12 thước mà nó dài nó đẹp cỡ này, mà kích thước chiều ngang 1m6 nữa thì cô chú anh chị mình biết em nó đỉnh cỡ nào rồi. Con này sẽ nhiều bà con mình thích và sẽ nhiều bà con lựa chọn được trong cái tầm giá 35 triệu như vậy. Máy 4 nữa cô chú anh chị, xuống lắc khóa để chạy về tới bến tắt khóa xong. Ê, ghê vậy. Ôi ơi, mặt ghe kìa cô chú anh chị, cực kỳ đẹp. Tám chạy một cái nha. Dán ghe quá thông đòn luôn. Quá đẹp. Trời ơi. Theo như tiếng máy này thì em còn khai thác tốc độ được nữa cho cô chú anh chị mình. Nếu như cô chú anh chị có nhu cầu. Trời ơi. Trên cái cục máy này thì em còn khai thác tốc độ được nữa nha cô chú anh chị. Quá chiến. Quá hợp lý rồi.
35 triệu như vậy là quá hợp lý. Em kết thúc clip này ha. Đọc lại kích thước cho cô chú anh chị mình là chiều ngang 1m6, chiều dài 12m, đang đi máy 4, hộp số Long Xuyên. Ghe thì tình trạng cây cối như nãy cô chú anh chị mình thấy rồi ha. Giá thì ông Tám em đang kêu 35 triệu. Dạ alo trực tiếp qua số điện thoại ông Tám tại Cù Lao Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, cách cầu Rạch Miễu tầm 5 phút chạy xe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con xem kênh, bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Ta tạ và cảm ơn cô chú anh chị mình luôn ủng hộ. Bà con ở đâu có bán ghe alo giùm em ha. Dạ, ghe đẹp thì em sẽ đến em quay để cho những tín đồ đam mê ghe đẹp của Tâm Vlog sẽ gặp được trực tiếp chủ, mua bán không qua cò lái, không qua trung gian. Cảm ơn bà con, tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.